Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành Trang Du Học. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thông tin Du Học. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo tuyển sinh đi học sau đại học tại Nhật Bản. Theo căn cứ thông tin của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về chương trình học bổng chính phủ Nhật Bản cấp năm 2013, học bổng Monbuka Gakusho. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sơ tuyển để chọn không quá 70 ứng viên sau đại học, giới thiệu cho Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức thi tuyển với hai hình thức là thi viết và vấn đáp. Yêu cầu về ngoại ngữ, thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, ưu tiên những người có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Ứng viên được tiếp nhận theo chương trình học bổng này sẽ được chính phủ Nhật Bản cấp vé máy bay một lượt đi và về, sinh hoạt phí, học phí cho năm học dự bị và toàn bộ thời gian học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ nếu vượt qua được kỳ thi tuyển đầu vào sau đại học của Nhật Bản. Ứng viên trúng tuyển dự kiến sẽ đi học vào tháng 4 hoặc tháng 10 năm 2013. Trung tâm Chan Sorensen cấp học bổng toàn phần trong lĩnh vực báo chí dành cho các nhà báo trong nước và quốc tế học tại Đại học Harvard năm 2012. Điều kiện tham gia nhận học bổng, ứng viên phải thông thạo đọc, viết và nói tiếng Anh. Ứng viên phải là nhà báo, học giả, nhà hoạch định chính sách hoạt động trong lĩnh vực báo chí, chính trị và chính sách công. Giá trị học bổng bao gồm cả sinh hoạt phí là 30.000 đô la Mỹ, giải ngân trong 4 đợt. Ngoài ra, sinh viên còn được cung cấp chỗ làm việc, máy tính và những tiện nghi hoạt động khác. Hạn chót nộp hồ sơ qua đường bưu điện là ngày 1 tháng 2 năm 2013. Bộ trưởng nhập cư New Zealand Nathan Wee vừa thông báo một số thay đổi về việc đánh giá sức khỏe của sinh viên quốc tế khi đến nước này học tập. Theo đó, kể từ tháng 7/2012, sinh viên quốc tế đến New Zealand sẽ không còn phải trình kết quả kiểm tra sức khỏe toàn diện. Trang tin press.co.nz dẫn lời ông Wee cho hay, nếu không có vấn đề về sức khỏe khác, sinh viên quốc tế chỉ cần kiểm tra bệnh lao. Quý khán giả thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại chuyên mục tư vấn du học. Thưa quý vị và các bạn, điều đáng quan tâm đối với các bạn học sinh, sinh viên hiện nay khi đi du học đó là lựa chọn một ngành nghề phải thích hợp. Không chỉ là phù hợp với khả năng của bản thân mà còn phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường việc làm sau khi mà các bạn du học sinh đã tốt nghiệp và trở về Việt Nam. Ngoài ra thì chương trình thực tập hưởng lương cũng như là việc học tại Singapore rồi chuyển tiếp sang một nước khác học cũng là một vấn đề mà được các bạn lưu tâm rất là nhiều. Chính vì vậy mà trong chương trình Hành Trang Du Học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với các chuyên viên tư vấn cũng như là đại diện của trường Singapore tại Việt Nam để cùng tìm hiểu về vấn đề này. Và cùng tham gia với chúng ta ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chị Trần Mỹ Kim, chị Lâm Di Sa là chuyên viên tư vấn du học Singapore của công ty Tân Đại Dương, cũng như là chị Nguyên Thảo là đại diện của trường EOC Singapore tại Việt Nam. Và đầu tiên thì Ngọc Trâm muốn hỏi ngay chị Kim đó là được biết công ty Tân Đại Dương có tư vấn nhiều chương trình học tại Singapore. Như vậy thì với kinh nghiệm tư vấn du học thì chị có thể chia sẻ một vài cái ngành thế mạnh đang được đào tạo tại Singapore mà được các bạn du học sinh lựa chọn khá nhiều hiện nay ạ? Với kinh nghiệm nhiều năm trong cái lĩnh vực du học thì công ty Tân Đại Dương cũng nhận thấy rằng cái việc mà lựa chọn cái ngành học không chỉ phù hợp với bản thân sinh viên mà còn phải tỷ lệ việc làm cao sau khi tốt nghiệp. Đó là câu hỏi luôn được các bậc phụ huynh cũng như các bạn khi mà lên tư vấn luôn đặt câu hỏi cho chúng tôi. Và đất nước Singapore cũng hiện đang là một trong những quốc gia được đông đảo các bạn lựa chọn khi đi du học vì có các chương trình đào tạo đa dạng cũng như là bằng cấp quốc tế. Hiện thì các bạn sinh viên Việt Nam cũng đã và đang chọn những cái ngành như là trong cái lĩnh vực kinh doanh, du lịch khách sạn, công nghệ thông tin, tài chính, nấu ăn. Đó là những cái ngành nghề hiện đang rất cần nhân lực cũng như là có cái nhu cầu việc làm cao. Và riêng đối với các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh, du lịch khách sạn, tài chính thì Học viện EAC cũng là một trong những trường có thế mạnh đào tạo về những chuyên ngành này. Và đặc biệt hơn nữa là trường EAC cũng có đào tạo cái chuyên ngành Logistics hiện đang rất là phát triển. Và nói tóm lại thì Việt Nam đang là nước đang phát triển công nghiệp hóa nên cái nhu cầu về nhân lực trong các ngành nghề thì rất là đa dạng. Nên các bạn nên cần phải chuẩn bị kỹ và cũng như là phải tìm hiểu rõ về những cái ngành mình sẽ học là như thế nào để có thể phù hợp với bản thân cũng như là phù hợp với cái nền kinh tế của gia đình.
Như chị Kim vừa nói ở trên thì trường EOC có một ngành đó là ngành Logistics. Như vậy thì chị Sa có thể nói rõ hơn về ngành đào tạo này được không ạ? Vâng, thì cái ngành Logistics này thì còn khá mới lạ đối với sinh viên Việt Nam. Nhưng mà ở các nước phát triển, ngay cả những nước ở châu Á như là Singapore, Hồng Kông thì cái ngành này là đang rất phát triển. Và để giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về cái ngành này thì mình xin giới thiệu sơ qua cho các bạn một cái vài cái khái niệm trong cái ngành này, như là quản lý chuỗi cung ứng. Quản lý chuỗi cung ứng là quản lý một hệ thống bao gồm mà quản lý các sản phẩm sản xuất và việc phân phối các hoạt động hậu cần, và quản lý logistics là một phần của chuỗi cung ứng đó. Nên quản lý logistics hay là quản lý hậu cần thì liên quan đến việc quản lý kho bãi, việc phân phối và việc quản lý các hàng tồn kho. Quản lý chuỗi cung ứng thì là một ngành nghề rất năng động. Quản lý chuỗi cung ứng thì đòi hỏi là vai trò của các nhà quản trị chiến lược, nên là nó đang trở thành cái công cụ cạnh tranh đắc lực cho các nhà doanh nghiệp. Còn với chị Nguyên Thảo là đại diện của trường EOC Singapore tại Việt Nam, thì chị có thể cho biết rằng là tiềm năng của ngành logistics trong tương lai sẽ như thế nào thưa chị? Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới vào giữa năm 2010 thì Việt Nam là một trong số nước có nền kinh tế phát triển khá là ấn tượng trong số nhóm những nước đang phát triển. Thì về xếp hạng logistics thì Việt Nam chúng ta đang xếp hạng là thứ 53 trong số 155 nền kinh tế. Điều này chứng tỏ Việt Nam chúng ta đang dần cải thiện hệ thống logistics, bao gồm có kho vận, giao nhận, vận chuyển và phân phối. Để phục vụ cho kế hoạch phát triển thì ngoài việc mở rộng các trung tâm kho vận thì việc phát triển nguồn nhân lực cho ngành logistics này cũng là một mối quan tâm hàng đầu. Theo khảo sát từ các nhà doanh nghiệp thì họ cho rằng là nguồn nhân lực biết về chuyên ngành logistics này thì hiện nay rất là thiếu và còn yếu, vì thế mà họ kết con phải đi đào tạo. Với trình độ nguồn nhân lực và điều kiện phát triển hiện nay thì cho thấy rằng ngành logistics vẫn đang còn rất khó khăn ở một thị trường Việt Nam. Chính vì vậy mà lựa chọn một ngành học có tiềm năng phát triển trong tương lai, cũng như là mình chọn một môi trường học chất lượng với bằng cấp quốc tế có giá trị trên thế giới, thì Singapore là một lựa chọn đáng tin cậy dành cho các bạn sinh viên học sinh. Và đặc biệt tại EAC thì bạn có thể học tập và phát triển tốt ngành logistics này. Nhưng khi đăng ký lựa chọn một ngành để đi du học thì các bạn vẫn hay băn khoăn đến cái vấn đề là nên lựa chọn ngành học là theo sở thích hay là theo nhu cầu của xã hội. Như vậy thì chị Kim có thể đưa ra một vài cái lời khuyên dành cho các bạn được không ạ? Dù theo sở thích hay theo nhu cầu cá nhân hay là vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì các bạn cần phải lưu ý đến ba yếu tố như sau. Thứ nhất là bạn nên chọn trường có thế mạnh đào tạo cái ngành mà bạn yêu thích. Thứ hai là bạn nên chọn trường phù hợp với cái năng lực của bản thân. Cũng có nhiều bạn là rất là thích chọn những cái trường thuộc vào top đầu, nhưng mà cái vấn đề đặt ra là không biết bạn có đủ cái sức để mà theo học tại những cái trường top đầu đó hay không. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều trường không có thuộc nằm trong top đầu, nhưng mà khi xét về một cái khía cạnh đào tạo về chuyên ngành thế mạnh của trường nào đó thì trường đó thì đạt được những cái chất lượng rất là tốt. Thứ ba là bạn nên phải chọn trường phù hợp với lại cái kinh tế của gia đình. Nếu như cái tài chính của gia đình bạn có hạn chế thì bạn nên chọn lựa những cái trường có cái mức học phí vừa phải, và nhưng mà đào tạo tốt cái chuyên ngành mà bạn dự định theo học thì cái đó cũng sẽ dễ dàng hơn cho bạn. Song song với việc là nên chọn trường nào, ngành nào du học tại Singapore thì các bạn cũng rất quan tâm đến cái việc là liệu đi học thì có chương trình thực tập cho mình hay không. Nhưng mà theo như thông tin mà Ngọc Châu được biết rằng thì tại trường EOC có một chương trình thực tập từ 6 đến 12 tháng tại Mỹ. Như vậy thì chị Thảo, chị có thể chia sẻ một chút về cái chương trình này cũng như điều kiện để đăng ký chương trình thực tập được không ạ? Thì chương trình thực tập và làm việc tại Mỹ thì được EOC tổ chức dành cho tất cả các bạn sinh viên đang theo học tại trường. Đối tượng là dành cho tất cả các bạn sinh viên học ở tất cả các chuyên ngành. Thời lượng của chương trình thực tập và làm việc tại Mỹ là từ 6 đến 12 tháng tùy thuộc vào chuyên ngành mà bạn đang theo học. Về điều kiện tham gia chương trình này thì EIC hỗ trợ cho tất cả các bạn sinh viên đang theo học tại trường cho tất cả các chuyên ngành. Vì tùy thuộc vào cái chuyên ngành mà bạn đang học thì bạn có thể tham gia chương trình từ 6 đến 12 tháng. Sau khi kết thúc chương trình làm việc thì các bạn có thêm 1 tháng để có thể du lịch vòng quanh nước Mỹ, thực hiện ước mơ Mỹ trong tầm tay của các bạn. Vậy thì lý do nào khiến cho chương trình thực tập tại Mỹ của EOC lại thu hút các bạn trẻ như vậy? Và sẵn đây thì chị Sa có thể chia sẻ một chút về cái mức lương mà các bạn sẽ nhận được khi các bạn đi thực tập được không ạ?
Khi mà các bạn học cái chương trình thực tập chuyển tiếp ESC sang Mỹ thì các bạn được tham gia các hoạt động mà như tìm hiểu cái nét độc đáo về văn hóa và được chia sẻ cái kinh nghiệm của các bạn quốc tế và giúp bạn thử sức trong các ngành nghề như là du lịch, khách sạn, nhà hàng vân vân. Và tùy theo cái ngành chọn mà bạn sẽ chọn một cái công việc phù hợp trong các công ty hàng đầu để lấy kinh nghiệm. Với mức lương các bạn được trả là từ 8 đến 12 đô trên một giờ và tùy từng bang và tùy từng cái nhà tuyển dụng mà bạn chọn. Và có một cái điều là rất hấp dẫn đối với các bạn sinh viên, đó là các bạn có cơ hội là được du lịch Mỹ miễn phí. Đó là sau cái khoảng thời gian thực tập thì các bạn sẽ ở lại Mỹ là trong vòng một tháng để thỏa thích vui chơi và mua sắm. Còn với chị Kim thì chị có thể cho biết rằng là vậy liệu mà các bạn đi thực tập như vậy thì các bạn du học sinh có phải trải qua một cuộc phỏng vấn để xin visa hay không ạ? Thì cũng có nhiều bạn cũng thắc mắc cái vấn đề này. Thực sự ra thông thường thì tất cả các bạn sinh viên khi mà đi đăng ký đi thực tập tại Singapore thì các bạn vẫn phải trải qua cái phỏng vấn xin visa. Và thông thường thì cái việc xin visa này sẽ được diễn ra tại Singapore. Và việc xin visa này cũng sẽ tiến hành theo cái trình tự thông thường, như là bạn cũng sẽ phải cung cấp những cái giấy tờ như là về cá nhân, về tài chính, về học tập vân vân. Và riêng đối với chương trình này thì Học viện ESC cũng như công ty Tân Đại Dương cũng sẽ có một bộ phận sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên khi có nhu cầu mà muốn đi chương trình thực tập này. Như vậy thì việc du học chuyển tiếp có những ưu điểm gì mà khiến cho các bạn học sinh lại quan tâm đến như vậy ạ? Khi các bạn đã từng là du học sinh ở Singapore thì các bạn đã quen với cuộc sống tự lập và các bạn được tham gia các chương trình ngoại khóa, nên là các bạn không còn bỡ ngỡ khi mà mình mới tới một đất nước mới, cũng như là cái cảm giác lần đầu tiên xa nhà. Và một vấn đề cũng quan trọng đó là nếu như bạn đã từng đi du học ở Singapore rồi thì sau này ví dụ như bạn về bạn muốn xin visa đi Mỹ, Úc chẳng hạn thì cũng sẽ là dễ dàng hơn, tại vì nó là chứng minh được là cái quá trình học tập của bạn là liên tục và cái mục đích đi du học của bạn là rõ ràng, nên là điều này sẽ khiến lãnh sự là sẽ dễ dàng cấp visa cho bạn hơn. Và câu hỏi tiếp theo thì Ngọc Châu cũng muốn dành cho chị Nguyên Thảo, đó là thông thường nếu như mà các bạn học sinh học chương trình cử nhân University of Greenwich của ERC thì sau khi mà các bạn học sinh muốn chuyển tiếp thạc sĩ qua trường University of Greenwich tại Anh Quốc thì có dễ dàng hay không, và thủ tục làm hồ sơ thì như thế nào thưa chị? Về việc chuyển tiếp từ ERC sang Đại học Anh Quốc, đối tác của trường ERC đó là Đại học Greenwich, thì điều này nó khá là dễ dàng và thủ tục cũng không có gì là khó khăn. Thì ở ERC thì có một bộ phận gọi là SSA, đây là bộ phận quản lý sinh viên, thì bộ phận này chịu trách nhiệm sẽ hỗ trợ cho sinh viên hoàn tất thủ tục hồ sơ khi sinh viên có nguyện vọng muốn chuyển tiếp từ ERC sang trường của Anh Quốc, đó là trường Greenwich. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng với những thông tin mà các vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay đã chia sẻ thì chúng ta đã có thêm những thông tin thật thiết thực trong việc lựa chọn du học tại Singapore. Và rất là cảm ơn chị Lâm Di Sa, chị Trần Mỹ Kim và chị Nguyên Thảo đã chia sẻ những thông tin thiết thực đến với các bạn học sinh, sinh viên cũng như các bậc phụ huynh trong chương trình ngày hôm nay. Và còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại chuyên mục Cẩm nang du học. Nếu bạn có ý định đi du học, hãy chắc chắn rằng bạn biết và đã chuẩn bị thật tốt. Chuyên mục Cẩm nang du học hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn những điều cần lưu ý khi đi du học. Đầu tiên là vấn đề y tế. Đây là vấn đề cần được ưu tiên số 1. Chi phí y tế không bảo hiểm ở nước ngoài rất đắt đỏ và cũng rất rắc rối khi đi khám. Chính vì vậy, hãy tìm hiểu và làm ngay bảo hiểm y tế khi bạn có ý định đi du học. Thứ hai là passport và các giấy tờ khác. Tất cả những du học sinh kinh nghiệm đều khuyên bạn mang theo nhiều bản sao hộ chiếu, passport, cả bản giấy cầm theo và bản scan để làm hồ sơ trên mạng. Phải phòng trường hợp bạn mất hộ chiếu, mất cả bản sao thì cũng có cái để in ra ngay lập tức, và nên áp dụng việc copy làm nhiều bản sao này cho tất cả các giấy tờ quan trọng khác của bạn. Một vấn đề rất quan trọng nữa đó là tài chính. Để tránh bị khủng hoảng tài chính khi mới nhập học hoặc thiếu hụt vì giá cả chênh lệch, trục trặc vì tài khoản không hoạt động, hãy chắc chắn ATM, tài khoản ngân hàng, Visa card hoạt động rất tốt. Rất nhiều du học sinh đã lâm vào tình cảnh khó khăn khi chủ quan và không tìm hiểu kỹ về vấn đề rất quan trọng này. Biết số gọi khẩn cấp, đây là điều chẳng mấy du học sinh quan tâm. Tuy nhiên, đi du học tức là sống tự lập, xa nhà và nguy cơ gặp rủi ro là rất cao. Vì thế cũng rất cần thiết khi bỏ vài phút tìm hiểu các số cấp cứu, cảnh sát, cứu hỏa.
Và chương trình Hành Trang Du Học cũng xin được khép lại tại đây. Mọi thư từ đóng góp ý kiến, quý vị và các bạn có thể gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email hanhtrangduhoc@sntv.com.vn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và hẹn gặp lại.